Bây giờ bắt đầu anh chị mới lấn sân sang top top đấy để cạnh tranh với thằng Huấn Hoa Hồng đấy. Nên là anh em vào ủng hộ đi nhá, anh em vào ủng hộ đi. Trời ơi, lại ăn tiếp bỏ đĩa đây đây. Anh em ơi, bốc bang. Anh em ăn món này chưa? Anh em ăn món này của tôi chưa? Đấy đó, bữa tối đợt này là sẽ vào cạnh tranh với Huấn Hoa Hồng, xem thằng nào livestream nhiều view hơn. Đây anh em ơi, mời anh em ăn bánh giò. Bánh giò, bánh giò. Nhìn cái mặt là muốn gọi là xí phần rồi anh em. Không, em muốn ăn em bánh bánh giò chấm mật mật mía anh em nhá. Dạ anh Kiều. Thôi mày đặt một hộp thôi. Mày đặt một hộp cho đánh thử là được. Mày đặt hẳn 20 hộp anh sợ không muốn bán cho mày. Mày đặt 20 hộp là tao biết mày lừa tao rồi. Men, cái men trắng răng này anh em ạ, chết rồi chúng ta cần phải đánh đi. Vệ sinh răng miệng đi. Thứ nhất là cử hôi miệng. Hôm nay chị Phú được ngồi ngang hàng với anh Kiều. Thôi hôm nay là mùng 1. Hôm nay là mùng 1 anh em ạ. Cháu xem chú từ 2019, ok cảm ơn con là dành nội cho cả trái tim. Cho mình một lọ, bạn Lội Thất Mộc ơi, bạn vào giỏ hàng nhá. Anh Kiều có bán lược không? Dạ em không anh ạ. Nhà em được người ta tặng. À Hồng Diệu à, lâu quá mới ta vô thăm chú à, cảm ơn con nhá. Con còn nhớ chú là ok rồi. Không có bọn mày là không có chú ngày hôm nay đâu. Ôi dồi ôi, 150.000 thì đi ra lấy được có một lần thôi bạn Phạm Đình Thường ơi. Bạn Phạm Mạnh Thường ơi, bạn lấy cao răng rồi bạn vẫn phải dùng. Bởi vì bạn hôm nay bạn lấy cao răng, ngày mai nó lại có cao răng. Tức là cái cao răng là cái thức ăn thừa nó bám vào, cái thức ăn mình ăn hàng ngày nó bám vào. Cho nên hôm nay lấy, ngày mai nó lại bám vào rồi. Đấy là đi bài đấy. Hiểu chưa? Ô, chứ không phải là lấy cao răng một lần rồi là chúng không đánh khác mà chúng là hết thối mồm đâu nhá. Anh ăn gì á? Anh đang ăn bánh giò chấm mật. Thích nhất ông Phú Lê, cảm ơn bạn Lội Thất Mộc. Đây anh em ơi, anh Phú làm tí rau tí bún đi. Đây mọi người hỏi ăn cái gì thì bánh giò. Bánh giò chấm mật. Làm tí rau tí bún đi. Bên mình bán có 150 thôi, bán giá yêu thương thôi. Một lọ 50g. Một lọ 50g dùng được khoảng 5-6 tháng. Nhưng mật này nó làm chung bằng mật mía nào nhỉ? Em chờ MV của anh Phú. Ừ. À mấy hôm nữa ra MV. Anh Phú sợ vợ hả? Đúng rồi, sợ. Mật này thì nó cũng làm bằng đường chứ bằng cái gì đó mà. Làm phải mật mía ngon chứ nhỉ. Lọ trắng văng bạn Mộc Phạm Mộc Miên Phạm ạ. À. Đây giới thiệu đến anh em đây, dòng sản phẩm đây.